Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi có một cặp loa Yamo. Cặp loa này cặp loa cây nha quý vị, màu cherry. Còn hàng này là hàng khách sai lướt nên còn rất là đẹp, còn thùng cạc tông luôn nha quý vị. Còn thùng cạc tông đây. Có nói chung là còn chân đế rồi, còn đầy đủ ha. Còn đặc biệt là rất là đẹp luôn. Cặp này quý vị trưng bày nghe nhạc trong phòng độ 20 mấy phút trở lại nha quý vị. Dòng loa này với model là C605, với chiều cao là 86, chiều rộng 18,5 và chiều sâu là 34 nha quý vị. Cái dòng loa Yamo nó thường thiết kế cái phần chiều sâu rất là nhiều. Lưới đồ còn đầy đủ hết nha. Lưới nhựa còn không có bị bể vỡ gãy gì hết nha quý vị. Lưới tem còn hết nha. Tem thì nó nằm trên thùng rồi. Nè, lưới nè quý vị. Đây. Lưới nhựa đan lại. Quý vị nhìn nha, từng ô như vậy. Rồi. Dòng C605 này nó với công suất là dao động từ 140 tới 200W trên một thùng nha quý vị. Độ nhạy là 90 và trở kháng là 6 ohm. Nó có 3 loa. Một loa bass với đường kính 15.5. Một loa bass mid cùng với đường kính 15.5 và một loa treble. Với loa này thì cái thùng gạch tông thì không còn đẹp lắm, chứ đôi loa thì còn rất là đẹp nha quý vị. Quý vị nhìn cái vân gỗ nè. Vân này là cái màu cherry nha quý vị. Phiên bản này nó có vừa màu cherry và màu đen. Thì hôm nay mình có một đôi màu cherry thôi. Đây. Đế cao su này, chân đế. Chân này chân đế nhựa nè quý vị. Chân đế nhựa cũng còn hết nha. Quá trời đẹp quý vị. Cái màng quý vị nhìn cái màng của loa bass và loa đạp bass mid là màng da rắn nè quý vị. Không lẫn vào đâu được của Yamo. Đây quý vị thấy màng da rắn này, găng cao su. Cái mũi này mũi kim loại nha. Và mức giá ngày hôm nay mình bán là 8.700.000 nha quý vị. 8.700.000 cho đôi loa Yamo với model là C605. Quý vị nhìn cái màu rất là đẹp, màu rất là sang luôn, cực kỳ sang. Đi quay lại phía sau này quý vị, bên hông nè. Cái thùng của nó này quý vị, C605 nè. Yamo. Đây, thùng gạch tông của nó còn hai thùng mà bị để một thùng đấy thôi ha. Còn hai thùng gạch tông nha. Quý vị nào thích nghe nhạc những cái dòng loa của đời Đan Mạch. Đan Mạch thì nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Yamo rồi. Phía sau này lỗ thông hơi nè quý vị. Này quý vị nhìn phía sau nè. Với loa này quý vị nhìn là nhìn trực tiếp thì thấy không khác gì à. Loa mới xài vài lần thôi nên rất là đẹp nha. Lỗ thông hơi nè quý vị. Cầu chơi bi quay cũng còn luôn nha. Và Yamo thì trên những cái cầu này nó đều có khắc cái chữ Yamo nè quý vị. Trên cái miếng nối lại nè, nó đều có khắc cái chữ Yamo đây. Đây. Và quý vị dùng chạm ấp chuối. Sao cái dòng C605 mình nó lên liên tục C607 nè quý vị. Nó vẫn ra nữa. Những cái đôi phiên bản nâng cấp hơn. Và trong các phân khúc giá bình dân của Yamo. Quý vị nào cần loa cây màu này thì với mức giá mà dưới 10 triệu thì quý vị không nên bỏ qua cặp này. Rất là đẹp luôn quý vị. Cực kỳ đẹp nè, quý vị nhìn nè. Rất là đẹp luôn nha. Cái này là cái văn của nó nè quý vị. Đây, đi quay hết ra phía sau nha. Đây, quý vị thấy chưa? Quá xuất sắc. 8.700.000.
C605, một đôi loa đến từ Yamo của Đan Mạch. Và dòng này thì được sản xuất tại Trung Quốc nha quý vị. Vì dòng này mới hết bán trên thị trường. Với cái những cái phân khúc bình dân thì hầu hết là được sản xuất Trung Quốc. Cái đế này quý vị, cái chân sắt nè. Quý vị thấy cái chân sắt không? Nè. Chân sắt cũng còn luôn. Thưa quý vị biết khách xài rất là kỹ càng nè. Bây giờ bị tết nhạc luôn nha. Và quý vị thích cái đôi loa màu cherry này thì quý vị alo cho mình, có một cặp thôi. Có một cặp thôi nha quý vị, không có nhiều ha. Hàng mới thì trên thị trường bây giờ thì không biết có chỗ nào còn không, chứ còn cái hàng này thì nó cũng nghỉ bán rồi, cái model này nó nghỉ ra rồi. Cái màu rất là cưng luôn quý vị, thật sự rất là cưng luôn. Rồi bây giờ bị tiết nhạc là số điện thoại của mình là 0907 386 304 nha. Quý vị thích đôi loa này thì alo cho Bi với mức giá là 8.700.000. Bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha quý vị. Thank you.
xì nhau luôn cho em.